Sau 6 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, theo khảo sát, cả nước có khoảng 83% người tiêu dùng tin dùng hàng nội địa. Cùng với đó là những chuyển biến tích cực trong thói quen mua sắm và lựa chọn hàng Việt Nam, đặc biệt là người tiêu dùng vùng nông thôn. Phiên chợ hàng Việt về nông thôn đầu tiên năm 2016 này được tổ chức tại huyện Lâm Hà trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4, đã thu hút trên 14.000 lượt tham quan, mua sắm với doanh thu trên 1 tỷ đồng. Tín hiệu đáng mừng nhất chính là người tiêu dùng vùng nông thôn đã tạo được thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng cao. Thực hiện cái chủ trương của Bộ Chính trị về cái cuộc vận động là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì đối với trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì tỉnh ủy đã ban hành cái kế hoạch số 94 về cái việc là vận động thực triển khai các cái phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Thì thông qua cái việc mà đưa hàng Việt về nông thôn thì Sở Công Thương đã phối hợp với lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cái sở ngành cũng như là các công tác về truyền thông là đã thực hiện đến nay là được 11 cái phiên chợ cho 9 địa bàn huyện thành phố. Chúng ta thấy rằng là trên mỗi phiên chợ có từ 3 đến 40 gian hàng, và những cái gian hàng đó là các cái doanh nghiệp có uy tín của doanh nghiệp trên địa bàn Việt Nam cũng như là của tỉnh Lâm Đồng. Thì trên cơ sở đó là người nông dân cũng như là các cái hộ nhân dân người ta đến tham gia rất là đông đủ. Và trên cơ sở đó thì người ta ngoài cái việc mà người thực hiện cái việc là mua sắm thì người dân cũng đã nâng cao được cái nhận thức là sử dụng hàng Việt, và cũng đánh giá là cái hàng Việt là có chất lượng, nó thể hiện được cái uy tín cũng như là cái tự hào của dân tộc. Và thông qua cái việc mà thực hiện như thế thì qua cái doanh nghiệp mà thực hiện ở các cái phiên chợ, người ta cũng đánh giá rằng là bình quân là có khoảng trên 10.000 lượt người tham gia, và có doanh số bình quân thì cả trên 1 tỷ đồng. Điều đó nó đã thể hiện rằng là cái ý thức của người dân đối với việc sử dụng hàng Việt đã được nâng cao. Từ năm 2010, qua nhiều lần tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiệu quả mà chương trình mang lại là sức lan tỏa rộng khắp từ phố thị đến nông thôn, thực sự trở thành cầu nối giữa hàng Việt với người tiêu dùng. Trước xu thế cạnh tranh gay gắt của vô số hàng hóa cùng loại trên thị trường, hàng Việt được chấp nhận và ưa chuộng bởi chất lượng và giá cả hợp lý. Mới đi một vòng thì em thấy giá cả thì nó cũng mềm, với lại quan trọng nhất mình là người Việt thì mình nên tiêu dùng hàng Việt. Không nằm ngoài mục tiêu chiếm lĩnh thị trường nội địa, giữ vững và mở rộng thị phần hàng Việt ở khu vực nông thôn, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn đã chú trọng nhiều hơn đến phân khúc khách hàng để có những sản phẩm phù hợp, kích cầu tiêu dùng. Tất cả các doanh nghiệp khi tham gia cái hội chợ hàng Việt về nông thôn đều mong muốn là giới thiệu sản phẩm, quảng bá cái thương hiệu đến với người tiêu dùng. Còn về cái lợi nhuận của doanh nghiệp khi tham gia này thì ngoài cái việc mà quảng bá thương hiệu ra thì mình còn là tăng thêm được cái nguồn doanh thu từ việc mà giới thiệu và bán sản phẩm, rồi tăng thêm được cái việc mà mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu cũng như là giới thiệu sản phẩm đến với là những cái đại lý phân phối sau này. Bằng nhiều cách thức khác nhau, mong rằng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các trung tâm xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp, cầu nối đưa hàng Việt về nông thôn sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bánh canh cua là món ăn xuất phát từ Sài Gòn, và vài năm trở lại đây, món ăn này đã trở nên quen thuộc với thực khách tại thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Sự nóng hổi thơm ngon cùng vị cay bùi trong những gia vị đặc trưng đến từ bột, từ tôm cua, nấm và nhiều phụ gia khác đã làm nên một hương vị đậm đà khó quên. Du khách đến với Đà Lạt không thể nào bỏ qua món ăn vừa dân dã, vừa gần gũi và khó quên này.